Chào chị và các bạn, tôi là Tam Nguyên. Trong video này thì tôi sẽ chia sẻ với anh chị, với các bạn các cái hình thế cũng như là các cái bố cục trong cái không gian của cái phòng bếp. Thì đang tiếp tục nội dung của cái chuỗi video về cái hóa giải tăng vận khí cũng như hóa giải các cái xung sát trong phòng bếp. Thì hôm nay thì cũng nhân với câu hỏi của rất nhiều những anh chị khi tham gia, khi mà xem cũng như là tham khảo các cái video của tôi, thì nó có cái nội dung liên quan đến là khi mà cái nhà bếp mà đặt trên cái khu vực sân thượng thì có làm sao không, và đồng nghĩa với cả những câu hỏi như vậy thì anh chị cũng lại chia sẻ luôn là thế thì khi mà cái phòng bếp mà nhà bếp của anh chị mà đặt ở dưới tầng hầm thì có sao không. Rồi những câu hỏi là anh chị cũng đưa ra là gì, như vậy thì cái cách vung tốt xấu của cái phòng bếp khi đặt cùng với cả không gian nhà ở, với cả nó khi nó tách không gian nhà ở ra thì cái lợi, cái được và cái không được, và ưu và nhược điểm và các cái biện pháp trong phong thủy để chúng ta xử lý các vấn đề đấy, thì chúng ta có cái biện pháp gì để chúng ta tăng cường, thúc đẩy tăng thêm cái tài lộc cho cái gia đình nhà mình không. Thì trong video này thì tôi sẽ chia sẻ với anh chị hai cái khái niệm đầu tiên, và chúng ta sẽ gặp lại những cái khái niệm về chung hay riêng vào sau. Hôm nay chúng ta sẽ nói về cái ở sân thượng. Thì thực tế thì với cái nền tảng của phong thủy cổ, thì trước đây thì các cái nhà ở khu vực Bắc Bộ, Bắc Nam Bộ hay nói chung ấy, thì người ta không có làm nhà lầu, tức là người ta không có làm nhà lầu, và người ta cũng không có chỉ cái nhà một tầng thôi. Còn ở những cái nơi quán ăn á, thì người ta lại thực hiện làm nhà những cái nơi quán ăn hoặc là những cái nơi quán xá hồi xưa ấy, thì người ta vẫn hay để cái tầng bếp ở dưới cái tầng 1. Nó có những cái lý do cơ bản như là, một là ở dưới nó tiếp đất, nên nhà là bếp nó mang cái hỏa khí nên hỏa thổ tương sinh, thế nên cũng đem lại sự cát lành. Rồi người ta nói rằng là ở dưới bếp thì hệ thống thoát nước thì nó cũng sẽ tốt hơn, vì hồi xưa thì cái công nghệ nước sạch nó không như bây giờ. Và ở trên các tầng bên trên thì để có một cái tầm view tốt, thì người ta nhường lại cái tầm tốt nhất của cái khu vực nhà để cho cái thực khách người ta thưởng thức cái không gian. Tuy nhiên thì giờ với cuộc sống hiện tại thì là cái cuộc sống hiện tại của chúng ta ấy, thì do là môi trường, do là đất cát, rồi thành thị chật hẹp, cho nên là anh chị có nhiều khi có những cái mảnh đất anh chị chỉ có vài chục mét vuông, 40-50 mét vuông, anh hoặc 30 mét vuông, anh chị xây 5-6 tầng, rồi anh chị sẽ bố trí cái bếp lên trên cao, hoặc là khu vực tầng dưới anh chị làm kinh doanh, anh chị cho thuê, anh chị bố trí bếp ở cái đoạn lửng lơ, rồi anh chị bố trí cái bếp ở lên hẳn lên trên tầng thượng. Thì hỏi rằng thì cái việc như thế thì nó có tốt hay không, thì quả thực là như thế này. Đối với cả hệ thống kết cấu nhà tầng thì cái việc mà sau khi đã phân tầng trong ấy, thì trong phong thủy thì người ta sẽ chia thành mỗi một tầng nó sẽ quản một cái ngũ hành khác nhau. Cho nên thành ra là thực tế thì cái việc mà sử dụng nhà tầng hiện tại thì việc để bếp lên trên sân thượng thì nó không phải là, tôi gọi là sân thượng thôi, ý chúng ta muốn nói là để lên trên cái tầng cao nhất, thì việc này nó cũng không đến mức là gây ra những yếu tố phong thủy nó có vấn đề gì cả. Tuy nhiên thì khi mà anh chị làm bếp ở lên trên cái tầng thượng ấy, thì chúng ta cần phải lưu ý một số các cái hệ thống cấp thoát nước cho nó thật là tốt. Chứ nếu không thì bếp là cái nơi mà chúng ta phải rất là nhiều rác, cần phải bê xách rác từ trên xuống chẳng hạn, thì cái việc mà những cái tạp, những cái khế rác đó thì nó sẽ làm cho là đáng ra là ở bên dưới thì vứt ra ngoài ngay. Đây chúng ta lại phải diễu, tức là chúng ta mang nó một vòng từ trên xuống dưới, theo tự nhiên nó, ví dụ như là nó chảy ra nhà chẳng hạn, hay nó rơi ra nhà chẳng hạn, hay là nó có mùi nó bốc xung quanh vào trong các cái phòng nó tĩnh, ví dụ như là phòng khách, thì rồi ví dụ như khách chẳng phòng khách hay phòng ngủ chẳng hạn, thì điều đấy thì nó cũng không phải là một cái điều tốt. Cho nên là lưu ý rằng là cái việc mà vận chuyển các cái rác thải trong quá trình là chuyển xuống, là chúng ta cần phải để trong cái thùng kín hoặc là hộp kín, hoặc là chúng ta làm một cái đường thoát rác riêng để chúng ta xử lý cho cái việc mà vận chuyển rác xuống. Cái việc thứ hai đó là hệ thống cấp thoát nước cũng phải làm hết sức là cẩn thận, bởi vì nếu như mà hệ thống bếp nó mà bị ngấm nước thì sẽ làm cho toàn nhà chúng ta bị thấm rột, và khi mà thấm rột như thế thì hoặc là bị ngấm mốc, thì cái ngấm mốc đấy thì vô tình nó tạo ra là uế khí, nó tạo ra những cái khí rất là xấu, và chính những cái uế khí này, những cái tạp khí này nó sẽ làm cho là cái căn nhà của anh chị nó có thêm những cái khí hư, khí xấu, và làm cho cái tài vận cũng như là làm cho sức khỏe của chúng ta đi xuống. Ngoài những yếu tố về mặt kiến trúc như trên ra, thì cái việc mà bố trí bếp ở lên trên tầng thượng thì về cơ bản trong kiến trúc hiện đại thì nó không sao cả, bởi vì rằng là mỗi một tầng khác nhau. Đối với cả phong thủy thì người ta chia thành các cái cục, tức là đại cục, trung cục và các tiểu cục.
thì khi mà ở dưới cái không gian, toàn bộ không gian xung quanh nhà mình thì gọi là đại cục. Còn đối với cả không gian tầng 1 thì người ta sử dụng, thông thường người ta dùng trung cục để người ta đặt, để người ta tính. Nhưng mà bắt đầu từ lên trên tầng 2 trở đi là bắt đầu người ta tính tiểu cục, chứ người ta không còn tính vào trung cục hay là đại cục nữa. Thế thành ra là khi mà cái bếp của anh chị để lên trên tầng thượng giải quyết vấn đề mùi ở nhà rất là tốt, vì cái khí nó thoát lên trên, đúng không ạ? Thì khi mà giải quyết về mùi về nhà tốt như vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái phần ở bên trên thì chúng ta sẽ tính cái tiểu cục ở trong cái vị trí của cái phòng và cái không gian anh chị kê bếp mà thôi, chứ không cần phải tính ra cái không gian mà bên ngoài của cả cái sàn nhà của anh chị nữa. Khi mà anh chị để bếp trên tầng thượng thì nên chị lên và lắp thêm thang máy, bởi vì là nếu anh chị không lắp thêm thang máy thì nói thật là lười nấu thì cái bếp ít đỏ lửa thì trong nhà nó sẽ không ấm áp. Nói chung là vì cực chẳng đã thì chúng ta cứ phải để bếp trên tầng thượng. Chứ nếu như mà hỏi là anh hỏi chị hỏi là có sao không thì tôi trả lời là không sao. Còn anh chị hỏi là thì thực sự nó có tốt không, về cơ bản thì không thể tốt vào bên dưới được, vì vốn là hỏa là nó tiếp đất thì để nó tăng sinh khí và nó tăng ấm áp cho chạch, thì cho nên thành ra là để ở phần dưới thì nó về trăm đường điện, nghìn đường điện hơn là khi mà cho lên bên trên. Bởi vì khi chúng ta có tiệc tiếp khách thì khách mà đi qua cái phần tĩnh trong nhà, tức là phần nghi tĩnh ở trong nhà, thì đó là cái ví dụ như phòng ngủ thì đều là phải đi qua hết tất cả các phòng, nó không phải cách hay. Tuy nhiên là trong cái hoàn cảnh bắt buộc thì chúng ta bố trí theo một không gian như vậy thì nó cũng không có vấn đề gì cả. Ngoài ra thì có một cái trường hợp nữa, đó là cái bếp mà bố trí ở lửng lơ ở giữa nhà, tức là tôi gọi là bố trí vào đoạn trung cung. Tức là anh chị ở tầng 1 anh chị có thể để xe cộ, anh chị đã bắt đầu đến lửng đến tầng 2 anh chị làm bếp, hoặc là anh chị làm tầng 1, tầng 2, tầng 3 anh chị cho thuê, tầng 4 anh chị vào làm bếp, tầng 5, tầng 6 anh chị ở chẳng hạn. Thì thông thường thì nó có hai trường hợp, mà nó có những cái trường hợp cơ bản như vậy. Thì nếu như mà anh chị mà bố trí bếp ở đoạn ở trung cung, tức là đoạn lửng theo trục đứng của nhà, thì trên cái vị trí của cái phòng bếp đó thì anh chị cũng lưu hết sức là lưu ý. Trên phòng bếp đó anh chị cần phải hết sức là lưu ý là cái hệ thống mà không có để kê giường ngủ hoặc các phòng thờ hoặc là các cái không gian mà ở trên cái không gian của cái phòng bếp đó. Ngoài ra thì cái hệ thống xử lý về mùi ở cái đoạn mà trung cung thì cũng rất là quan trọng, để nó tránh cái mùi lúc nào bếp lan ra khắp cả nhà. Tại sao mà nói về phong thủy mà tôi lại nói rất là nhiều về mặt kiến trúc, tôi nói rất là nhiều về xử lý hệ thống rác, tôi nói rất nhiều về mùi, tôi nói rất nhiều về không gian, chứ bảo cái này thay gì cần gì phải bảo. Tự nhiên kiến trúc sư, tự nhiên gia đình chúng tôi sẽ biết làm cái đấy, nhưng thực tế là tôi không dặn thì anh chị thông thường hay làm sai. Bởi vì rất là đơn giản như này thôi, bản thân ấy là cái mùi nó gây ra là cái uế khí, cái mùi nó gây ra những cái khí hư, khí xấu. Rồi bản thân là cái ngấm, cái mốc thì tất cả những cái đấy đều gây ra những cái trường sinh học rất là xấu. Mà nếu như mà cách cục của anh chị nó có đẹp đến mấy, nó giống như là cái người ở trong bụng trông thì bên ngoài khỏe mạnh, nhưng ở bên trong thì cái tim gan kèo phổi đều bị mắc bệnh cả ấy. Thì không thể nào mà bảo là kiến thiết một cái tập thể hình để cho nó có thể khỏe lên, cho đẹp bên ngoài, chưa chắc bên trong đã là đẹp, đã là bên trong chưa chắc là khỏe, cho nên là vẫn phải nhắc nhở anh chị cái vấn đề này. Còn cái việc mà nếu như mà có trong trường hợp anh chị bảo là nếu như thay vào rằng là bếp đặt trên như thế thì bây giờ em đặt dưới hầm có được không? Đấy, đặt dưới hầm được không? Thì về cơ bản thì trong trường hợp mà bếp đặt dưới hầm thì vạn bất đắc dĩ thì cũng không nên, bởi vì khó đặt dưới hầm, bởi vì là nếu đặt dưới hầm thì hệ thống thoát nước của anh chị nó nằm ngang lên trên hệ thống thoát nước của sàn ở bên trên, cho nên là anh chị múc nước thải đổ ra ngoài hay dùng máy bơm ra ngoài, cho nên hình như là cái hệ thống đấy cũng rất là khó mà để, và cũng thông thường người ta sẽ không để dưới hầm. Nếu anh chị làm nhà xe bên dưới anh chị gọi là trệt, tức là cái tầng thấp, chứ không đào hầm xuống và làm bếp thì nó cũng không phải là cách hay, vì là đào hầm thẳng xuống như thế thì cái bếp thường xuyên nó bị hàn khí, nó bị lạnh, cho nên này ra là nó cũng không phải là cái cách tốt. Nên là để bếp ở trên cái mặt sàn là tốt nhất. Sau đó thì chúng ta có thể để lên trên sân thượng và lửng lơ đặt ở giữa thì xếp thứ ba. Còn nếu mà xuống dưới hầm không nên, tôi nói thẳng luôn là không nên. Nếu để như thế thì cũng khó các biện pháp phong thủy có thể khắc phục được, vì cái bếp vốn tính nó dương ngoại, mà trong đó chúng ta để hẳn xuống đến âm thổ thì nó cũng sẽ bị hao khí và nó sẽ làm cho là cái không gian dưới đấy nó không được tốt. Cho nên anh chị lưu ý lại về cái không gian của cái khu vực bếp, thì để chúng ta có được biết và có được cái cách để chúng ta xử lý cho nó có được cái phần đem lại được sự cát lành. Đối với cả bếp mà đặt ở đoạn trung cung
thì anh chị chắc chắn có một cái pháp khí mà bắt buộc chúng ta phải sử dụng trong cái đoạn này, là chúng ta phải sử dụng cái hồ lô hòa hợp hoặc hồ lô ngọc bích hoặc hồ lô hòa sát, tùy theo là cái trường hợp của anh chị nó như thế nào. Bởi vì đoạn ở trung cung thì nó cần có một cái pháp khí thu khí để nó đảm bảo cho cái khí cát lành trong cả nhà. Trong phong thủy người ta sử dụng rất nhiều hồ lô vì tính của nó là tính nó cát và đem lại sự bình an, cho nên anh chị có thể sử dụng cái pháp khí này để chúng ta có thể ứng dụng trong cái việc mà hóa giải những thế xấu hoặc là những thế của bếp mà không được cát lành. Cảm ơn anh chị đã luôn tin tưởng và theo dõi các cái video của phong thủy Tân Nguyên. Xin cảm ơn.